Xin kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp của Ủy ban nhân dân huyện. Tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Diện tích gieo cấy lúa hơn 2.000 ha, triển khai trồng chè theo kế hoạch, đảm bảo tốt nuôi trồng thủy sản lòng hồ với 977 lồng cá. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng, thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 15.300 lượt bệnh nhân. Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được thực hiện sát sao. Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao được tổ chức tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông được giữ vững ổn định. Tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Tết độc lập quy mô cấp tỉnh năm 2024, chỉ đạo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ các ngành, lĩnh vực 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ nhiệm đồng chí Nùng Thị Thơ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên khóa 21 tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho 80 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân các xã thị trấn năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tuyển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Dự hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên chia sẻ, trao đổi những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, công tác tham mưu giúp việc cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với hai chuyên đề: kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã, dự toán thu chi, phân bổ, điều chỉnh và phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương, kỹ năng giám sát và quyết định của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực đầu tư công. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tuyển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: hội nghị này là dịp để đại biểu nghiên cứu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những nội dung quan tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng ngay trong nhiệm vụ công việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới. Ngày 27 tháng 5, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông huyện Than Uyên năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2024. Năm nay, huyện Than Uyên có 689 thí sinh dự thi, trong đó có 428 em tham gia thi để xét tốt nghiệp, 253 thí sinh xét đại học cao đẳng. Để đảm bảo theo quy định, huyện đã bố trí tổ chức ở 4 điểm thi chính thức: tại trường Trung học phổ thông Than Uyên, trường Trung học cơ sở thị trấn Than Uyên, trường Trung học phổ thông Mường Than, trường Trung học phổ thông Mường Kim với tổng số 40 phòng thi và các điểm thi dự phòng gồm trường tiểu học thị trấn, trường Trung học cơ sở xã Mường Cang, trường Trung học cơ sở xã Phúc Than và trường Trung học cơ sở xã Mường Kim. Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ tham gia 3 bài thi độc lập gồm toán, văn học, ngoại ngữ và lựa chọn một trong hai tổ hợp môn khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp môn khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị như xác định điểm thi chính thức, dự phòng, cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo và những nhiệm vụ khác cơ bản đã hoàn tất.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối kết hợp với các bên liên quan, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Cấp ủy chính quyền, đoàn thể, các xã thị trấn và nhân dân chung tay vào cuộc tiếp sức mùa thi, với quyết tâm 100% thí sinh được tham gia dự thi và đạt kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Mường Kim khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2016. Tới dự có đồng chí Phạm Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân xã Mường Kim đã thông qua báo cáo và tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2024, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh về điều chỉnh dự toán năm 2024. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã cho ý kiến và thống nhất thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Chiều ngày 14 tháng 5, Huyện ủy Than Uyên phối hợp với Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyển sinh lao động địa phương, triển khai nhiệm vụ quý 2, quý 3 năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, đại diện một số phòng chuyên môn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn. 4 tháng đầu năm 2024, hai đơn vị đã tích cực thực hiện quy chế và kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh lao động địa phương, đã tổ chức 12 hội nghị tại 10 xã trên địa bàn huyện, thu hút được 316 lao động nghe tư vấn, phát 42 hồ sơ lao động cho đăng ký trực tiếp. Hiện tại có 12 người đang học tập tại Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Tính từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã có 167 lao động đã đăng ký và tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Trong đó, có 120 lao động hiện đang làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với mức thu nhập ngày công từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một người. Qua đó đã góp phần giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn, đồng thời giúp tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống, làm giàu cho gia đình và xã hội. Nhiệm vụ quý 2, quý 3 năm 2024, hai bên sẽ tập trung vào việc tuyên truyền tư vấn định hướng nghề nghiệp tại các xã, phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 3 lao động trở lên đi học tập và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên đề nghị các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với nhà trường, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hướng nghiệp cho người lao động và thân nhân người lao động. Từ đó, thu hút ngày càng nhiều lao động tham gia học tập, làm việc trong Tập đoàn Than khoáng sản, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày 23, 24 tháng 5, Công ty Thủy điện Hủy Quảng, Bản Chát phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã vùng Hạ Du tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống và ứng phó thiên tai năm 2024. Tại hội nghị, cán bộ, công chức, bí thư, trưởng bản các xã Mường Kim, Ta Gia, Khoen On được nghe tuyên truyền một số nội dung như giới thiệu tổng quan về công trình Thủy điện Bản Chát và Thủy điện Hủy Quảng, hiệu lệnh xả lũ của hai công trình, cảnh báo những việc nên, không nên làm trong mùa mưa lũ và quá trình xả lũ, phát điện của nhà máy thủy điện, phòng chống đuối nước ở trẻ em trong mùa hè. Ngoài tổ chức hội nghị, Công ty Thủy điện Hủy Quảng Bản Chát còn thực hiện tuyên truyền lưu động dọc tuyến khu vực hạ lưu Thủy điện Bản Chát và Hủy Quảng, đồng thời hỗ trợ Ban Chỉ huy các xã vùng Hạ Du vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên cánh đồng, nông dân xã Phúc Than đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Rút kinh nghiệm từ các năm qua và được sự hỗ trợ hướng dẫn của ngành nông nghiệp, nông dân đã chủ động tiêu thoát nước cho ruộng lúa từ sớm ngay ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch để đồng ruộng khô ráo và không bị sình lầy. Tại một số thửa ruộng, bà con đã đưa máy móc cơ giới vào đồng ruộng vận hành thu hoạch lúa. Nhờ đó, bà con nông dân an tâm vì không lo bị ảnh hưởng thời tiết lúc mưa. Vụ thu đông năm nay, toàn xã gieo cấy được 320 ha lúa, năng suất ước đạt 60 tạ một ha. Các giống lúa chủ yếu là J02, VAT16. Hiện nay đã tiến hành thu hoạch được khoảng 20 ha. Để đảm bảo năng suất sản lượng cho vụ lúa đông xuân,
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các thôn bản khẩn trương đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Dự kiến đến ngày 10 tháng 6 sẽ tiến hành thu hoạch xong. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong